Xin kính chào tất cả các bác và các anh các chị, những người đam mê audio hàng bãi trên toàn quốc. Và ở video clip này, em xin giới thiệu đến tất cả các anh các chị và các bác một con âm ly. Nó đi theo năm tháng và con âm ly này nó dính rất nhiều tai tiếng của những người thợ bọn em. Và ngược trở lại, những người chơi audio là những người tiêu dùng các bác lại rất thích những con Pioneer như vậy. Và trong video này em sẽ nói ưu và nhược điểm của nó để cho chúng ta có cái nhìn chính xác, khái quát về chiếc âm ly mà người ta truyền tai nhau như vậy. Thì muốn biết được sản phẩm đó nó có tốt hay không, thường chúng ta sẽ nhìn đến thương hiệu. Và thứ hai là nếu sản phẩm mới tốt thì chắc chắn nó sẽ nổi tiếng. Điều đó là đúng. Nhưng sẽ có một số trường hợp là vì nó tốt nên là đã bị thần tượng quá điệu, nên dẫn đến là nó thành một cái hiện tượng. Và khi cái hiện tượng đó thì chắc chắn là nó sẽ bị thi theo nghịch lý. Chắc chắn các bác đều như vậy. Tất cả mọi thứ trên đời này đều như vậy. Nếu được thần tượng hóa, tất cả những thứ gì trên đời này được thần tượng hóa quá, thì nó sẽ đi ngược với, nó sẽ là nghịch lý các bác. Đi ngược với những cái thứ mà nhẽ ra nó phải như thế. Và những dòng âm ly Pioneer SA 7600, 7800 25 mã, những dòng có đèn vu như vậy của Pioneer ngày xưa rất là rẻ các bác ạ. Cái thời điểm em nhớ là những cái thời năm em học cấp 3 thì em cũng có sở hữu một chiếc 7800 25 mã. Và ngày đấy em còn phải nhặt đồng nát để bán, để góp. Nhặt đồng nát các bác, nhặt đồng nát hết cả một mùa nghỉ hè để bán, để góp, để mua được một chiếc âm ly Pioneer. Ngày đấy em mua với giá không nhầm là 1.300.000 chiếc Pioneer 7800 25 mã. Thì đấy là một cái kỷ niệm rất là sâu sắc với con âm ly đấy. Thì cái thời điểm đấy nó rất là rẻ. Và chính vì nó rẻ và hãng Pioneer ngày đấy hàng bãi ồn ào ạt về Việt Nam rất là nhiều, nên dân chúng ta mới biết đến hãng Pioneer. Và những hãng khác thì nó cũng rất là tốt. Và nhưng mà ngược trở lại thì những hãng khác thì nó có hàng bãi rất là ít, cái số lượng hàng bãi là ít, nên nó về Việt Nam dẫn đến là dân Việt Nam chúng ta không biết đến. Và từ đó Pioneer nó đi vào tiềm thức, cứ âm ly Pioneer là chúng ta chắc chắn là chúng ta nghĩ là nó là hay, đắt tiền. Đó là tiềm thức của người dân Việt Nam. Nhưng mà sự thật là không phải như thế các bác ạ. Nó chỉ đúng một phần nào thôi. Những con âm ly như vậy, giá xuất xưởng của nó rất là thấp các bác, rất là thấp. Và nó chỉ là những chiếc âm ly bình dân thôi, giá rẻ thôi. Người ta gọi âm ly cỏ đấy các bác. Thế mà vậy mà bây giờ nó lại trở thành những chiếc âm ly sang trọng, cao cấp. Đó. Thì nói đi cũng phải nói lại, nó quả thật rất là hay. Nhưng mà thật sự là hãng Pioneer thiết kế cái mạch rất là đơn giản và khoa học. Nên là tất cả những chiếc âm ly của Pioneer phần lớn các bác nhé đều cho ra một chiếc âm rất là mộc mạc và lịnh tai. Đó, tiếng mềm lịnh tai nhưng mà lại không, nghe tiếng rất lịnh tai và giàu nhạc tính nhưng mà lại không bị mất đi cái bản sắc của âm thanh. Đó là cái mạnh của Pioneer. Đó, mà nhiều hãng không thể làm được. Đó là cái mạnh của Pioneer. Nghĩa là chúng ta chỉ cần người mới chơi hay người chơi lâu nghe cái là thích. Đó, nghe cái là chúng ta thích luôn. Riêng âm thanh của Pioneer, đó là cái điểm mạnh của Pioneer. Đấy, nhưng mà khi mà chúng ta chơi càng về sau, càng sâu ấy, thì chúng ta sẽ cảm nhận được là nó cũng bình thường thôi. Nó không phải không hay mà nó cũng hay như hay bình thường nữa các bác ạ. Thế là em muốn nói là cái giá trị thực chất của nó. Và những con này bọn em nhập về, bọn em vẫn phải nhập về để bán cho các bác. Bởi vì rất nhiều bác vẫn cứ hỏi. Những con âm ly này em thật sự em nhập về bán cho các bác. Muốn nhập thấp lắm để bán cho các bác giá thấp, thật thấp, nhưng mà không thể nhập thấp được. Bởi vì là thị trường nó đẩy giá lên và ai cũng săn để bán, ai cũng săn để mua. Nên là những chiếc này ngày xưa chỉ có giá hơn 1 triệu, hơn 2 triệu, bây giờ đội lên đến 5 triệu các bác. Em nhập về em bán cho các bác 5 triệu em chỉ có lãi có 300-400 nghìn một con thôi các bác. Thật sự các bác luôn. Bán để gọi là có để bán cho các bác thôi. Bởi vì là có người bán, ắt có người mua, và có người có nhu cầu ắt sẽ phải có cung.
nên là bọn em phải phục vụ. Đối tượng nào em cũng phục vụ đó. Nhưng em muốn nói là những bác mà chưa va và chưa hiểu biết, chưa va chạm đến những dòng này thì các bác hãy nên, cùng số tiền đấy các bác hãy nên nghĩ đến một dòng khác, hay là nhờ những người thợ như bọn em tư vấn cho một dòng khác. Chắc chắn các bác là với cái số tiền đó đạt hiệu quả cao hơn rất rất nhiều. Ví dụ con này 5 triệu em có thể tìm một con hãng khác 5 triệu, nhưng mà chắc chắn với các bác là công suất lẫn chất âm hay hơn con này rất nhiều. Nhưng về ngoại hình thì chắc chắn con này nó sẽ đẹp hơn đó, và thương hiệu của con này sẽ thương hiệu hơn. Nó kiểu như xe Honda các bác, xe máy Honda nó đi vào tiềm thức của dân Việt Nam mình rồi đó, bởi vì là nó là chiếc xe, nó là hãng xe đầu tiên về Việt Nam. Thì Pioneer cũng vậy, nó cũng là những hãng mà đầu tiên được đưa về Việt Nam vào những cái năm 1975, 1973, nên là dân ta đi vào tiềm thức cái âm ly này rồi đó. Cứ Pioneer là chúng ta thấy hay, và nó đi cũng phải nói lại là con này nó cũng rất là hay đó. Em đánh giá nó, nếu mà không nói về số tiền, nói về chất âm thì em đánh giá khá là hay các bác. Nói chung là cũng không thể chê được đó. Từ ngoại hình, tổng thể ngoại hình lẫn âm sắc và số tiền bỏ ra thì cũng thật sự là không thể chê được. Nhưng mà chúng ta phải bỏ ra cái số tiền mua cái ngoại hình này khá là nhiều. Đó là cái giá còn phải trả các bác. Chúng ta vừa muốn hay vừa muốn đẹp. Và em cũng nói giá luôn âm ly này là em đang bán 5 triệu. Có rất nhiều đơn vị bán đến 6-7 triệu 6 triệu hơn 6 triệu con âm ly SA6725 mã này. Và cái ruột gan của nó cũng không khác gì con 7600 cả. Chỉ khác một chút về công suất thôi. Từ mạch lọc âm này, thiết kế mạch này, tất cả giống hệt nhau, khác đúng một công suất thôi. Cái công suất của nó nhỏ hơn một chút thôi các bác. Một con là 120W, một con là 160W, với nhau một tí thôi các bác. Nói chung là không đáng kể. Và kể cả 7625 mã hay là 7825 mã, các bạn đánh loa lớn cũng không thể đánh được đâu. Em nói thật các bác là các bác đánh loa 30 là không thể đánh được. Đây em nói thật, các bác chỉ đánh những dòng loa nhỏ, là những dòng loa bass 25, 20 đổ lại, đánh thì nó sẽ ra những tiếng hay của nó. Nhưng mà được cái là cái design của nó các bác, cái thiết kế rất là đẹp. Và em tiến gần cho các bác xem. Nó có hai cái đèn vu huyền thoại các bác, nó nhảy nhảy. Và con âm ly này của em là tình trạng đẹp xuất sắc, như mới các bác. Cực kỳ đẹp đây, em nhấc mặt sau các bác xem. Đẹp như mới, nhong nhánh. Bác nào có nhu cầu thì cứ điện thoại cho em. Và số điện thoại là 098 119 3686. Đây em giới thiệu con âm ly huyền thoại, những cái dòng Pioneer. Không, các bác lại hỏi em là tại sao Pioneer mà cậu không bán, cậu không muốn bán Pioneer à? Em có bán Pioneer, nhưng mà lúc nào em tư vấn các bác làm sao cho các bác số tiền bỏ ra mà nó hay nhất. Quan điểm của em là như vậy. Còn bác nào, những bác nào không quan trọng về kinh phí đầu tư thì em có thể ghép những dàn rất là đắt và rất là đẹp cho các bác. Không quan trọng. Quan trọng là nhu cầu của bác đến đâu em sẽ phục vụ đến đấy. Và bây giờ em xin dừng video tại đây. Em giới thiệu qua con âm ly SA7600 này. Và sắp tới em sẽ về thêm một lô hàng nữa, khả năng rất nhiều những cái dòng này, dòng 2V này, thì em sẽ giới thiệu các bác. Và em sẽ nói chi tiết về những cái đánh giá, những cái chất âm, và cái có những cái so sánh về các cái dòng âm ly cùng phân khúc tiền. Nó sẽ nên chơi con âm ly nào và nhu cầu nào chơi âm ly nào, em sẽ có và tư vấn cho các bác. Và có những cái video ghép những cái cấu hình mà các bác tham khảo, để cho các bác có những cái nhìn khái quát sâu hơn về những thiết bị hàng bãi. Và mong các bác hãy nhấn nút đăng ký và bấm chuông theo dõi kênh của em để cập nhật hàng ngày những video hàng bãi, cập nhật những sản phẩm audio hàng bãi, karaoke, nghe nhạc hàng Nhật, rồi thì hàng Mỹ, hàng Anh, hàng Đức, tất cả những hàng bãi chất lượng bên em đều có, từ karaoke đến nghe nhạc như vậy. Và bây giờ em xin dừng video tại đây. Mong các bác hãy ủng hộ kênh của em, và cảm ơn tất cả các bác trong thời gian qua ủng hộ kênh của em rất nhiều, cảm ơn.